Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đánh thức sức mạnh tiềm ẩn. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý trong tập phát sóng vào sáng chủ nhật tuần này của chương trình Chiến binh địa hình. Kỳ này, câu chuyện về hai bài thi SS14 và SS9 ở hạng nâng cấp sẽ được truyền tải theo hai cách rất khác nhau. Một là do bình luận viên HTV, hai là do chính các tay lái, những nhân vật chính kể lại đầy cảm xúc, khiến cho các câu chuyện được thổi hồn đầy sinh động như mới diễn ra ngày hôm qua. Do cái bản chất cái xe bán tải nó dài hơn nữa thì cái cua rồi và đánh lái cái đó rất là khó. Đôi khi hoạt động quá sức thì bị chuột rút là rất là bình thường. Thì ở trên những cái đường thi nó nhỏ như vậy thì mình không có cơ hội sửa sai. Cũng chỉ cần bấy nhiêu biểu cảm, câu từ, chúng ta đã có thể đồng cảm với những khó khăn trong cuộc chiến tâm lý của các đội khi chinh phục hai thử thách SS14 và SS9. Ngay cả ở hạng xe nâng cấp, sức mạnh của động cơ và thể lực con người vẫn bị bào mòn tối đa. Nhiều bài thi khó diễn ra liên tiếp, các đội vừa dốc hết sức lực và trí lực hoàn thành một bài thi này lại phải nhanh chóng tập trung chuẩn bị cho chiến mã khủng bước vào bài thi tiếp theo. Đó cũng là lý do không phải đội nào cũng hoàn thành tốt ở tất cả các bài ở một hạng xe thi đấu. Bài thi SS14 đã chứng kiến điều đó. Sa hình bài thi gồm 3 hố sâu ngay sau khi xuất phát, sau đó lại đến một hố sống trâu dài hơn thân xe, một đoạn hố so le dài, rẽ phải quay đầu trở về đích. Điểm quay đầu hẹp nên những đội có thân xe ngắn được xem như có chút ưu thế. Với liên tiếp các thử thách nhọc nhằn, việc có một chút thuận lợi đã là một món quà lớn. Bài thi SS14 còn khó chịu hơn khi địa hình tự nhiên bị ảnh hưởng bởi cơn mưa vào ngày hôm trước, làm các hố trở nên lầy lội trơn trượt. Để hoàn thành bài thi, việc trang bị tốt khóa vi sai, tời hay lốp xe lớn vẫn không có nhiều ý nghĩa nếu vận động viên không phải là một tay lái cứng cựa, biết cách kiểm soát chân ga và đưa bánh xe vào vị trí hợp lý. Phân tích về cách chọn thời điểm bung sức ở một số bài thi sẽ được chuyển đến quý vị trong tập 8 tới đây. Các bài thi cùng hạng không chia theo cấp độ từ thấp đến cao mà gần như tương đồng về độ khó, đa dạng về yêu cầu và hình thức thi đấu lại được diễn ra cùng lúc. Để xoay sở, các đội không chỉ tính toán cách tiếp cận một bài thi mà còn phải tư duy cho cả một ngày dài. Bài nào nên nỗ lực giành tối đa điểm số, bài nào nên nhượng bộ để bảo toàn sức xe, sức người. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp giờ ra sao? Chỉ trong vài phút, một khối lượng lớn thông tin mà cả lái chính và lái phụ phải tiếp nhận và xử lý nhanh chóng để hoàn thành bài thi như kế hoạch. Mỗi đội với thế mạnh riêng, cách xử lý và chiến thuật khác biệt càng làm cho những cuộc tranh tài thêm khó đoán. Thông điệp ý nghĩa bảo vệ môi trường sẽ được chuyển đến quý vị trong tập 8 vào cuối tuần này. Lắng nghe chia sẻ của những người tham gia HTV Challenge Cup về tình cảm của họ dành cho thiên nhiên, không gian trải nghiệm quen thuộc của những người chơi off-road. Như là điều lệ của các giải Challenger trong nước và trên thế giới đều có một chung điểm là tất cả các vận động viên thi đấu không được để rớt và khi di chuyển khỏi vị trí đều là phải là không được để một cái thứ rác hoặc xà bần gì ở nơi mình diễn ra. Trong cái bài thi ấy thì có những cái dụng cụ, còn những cái mà chẳng như là chai uống nước hay là các cái túi bịch ni lông có mà đánh rớt ra thì là mà họ không nhặt á thì đều là có trừ điểm. Trong cái bộ môn off-road mọi người thấy mọi cái sắt thép hầm hố như vậy, nhưng mà chúng tôi quan tâm đến cái việc là bảo vệ từng cái gốc cây. Trong cái môn thi đấu off-road thì nó sẽ có một cái cáp bảo vệ cây, nó gọi là tree protector. Thì với cái cáp đó thì mình sẽ bện xung quanh cái cây để đảm bảo cái dây kéo tời của mình nó không làm chầy vỏ cây, không làm lằn cây. Trong tập 8 tới đây, liệu các ứng viên vô địch có duy trì được phong độ sau hai bài thi này? Bản cập nhật kết quả các đội vào cuối chương trình sẽ cho chúng ta câu trả lời. Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong chương trình Chiến binh địa hình phát sóng vào chủ nhật tuần này 29 tháng 9 trên kênh HTV7 và nhiều khung giờ trên kênh HTV Thể thao. Quý vị cũng có thể đồng hành cùng chúng tôi qua fanpage HTV Thể thao, kênh YouTube HTV Entertainment và ứng dụng HTVC để cập nhật những thông tin mới nhất về chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!